Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Châu này các bác này, châu khủng nha. Bản lá mít rất là to, lá dày luôn các bác này. Đó, lá mít bản lá 6 sen luôn nhé. Lá nào cũng 6 sen, bản lá siêu to này. Cái này có hai nụ luôn. Đó, có hai nụ này. Cái này thì do ông anh hôm qua không ông nói lấy, nhưng mà giờ ông thua bóng đá gì đấy, ông không lấy được các bác, hết tiền. Nên ông bảo là hủy đơn. Nên em bán lại. Đó. Cây rất là khủng luôn. Cây châu mít khủng muôn đôn hai nụ nha. Cây này mà các bác mang về thì chắn vườn Tết luôn này. Đó, cây cực kỳ khủng, bản lá này. Bản lá 6 sen luôn đấy các bác, lá ngắn tủn ngắn tùn luôn. Nó rất là ngắn mà bản lá 6 sen. Lá nào lá đấy đều to nhá. Cây lá mít cực kỳ đẹp khủng luôn, hai nụ nhá. Hai nụ này. Đó, cây này mà chơi Tết là quá VIP luôn đấy các bác. Bây giờ chốt con này 2 triệu rưỡi cho em, 2 triệu rưỡi con này nha. Đây là hình số 1. Cây thứ hai là một cây châu rất là to luôn. Đó, cây này khá là to đẹp luôn các bác này. Lá mít rất là đẹp, lá mít vàng nhé. Đó, con này bác nào chốt 400k cho em này. 400k con to này nha. Đây, rất là VIP. Đó. Đây số 2 nha.